Rồi, alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người nha anh em. Thì DJ Cha mình có mua được mấy món đồ rồi nè anh em. Bây giờ mình sẽ test cái món đồ này cho anh em xem và mình tháo ra bên trong coi mình có thể sửa được nó không anh em. Thì đầu tiên đó là mình sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái món đồ này. Thì mình hy vọng rằng mình sẽ sửa được vài cái món đồ, hoặc ít nhiều gì đó là mình cũng tận dụng được bằng những cái kiến thức của bắp, của chuối của mình. Cái cây quạt này thì nó còn quạt đó, nhưng mà không biết sạc điện là nó có vào hay là không à. Thì mình lấy mấy cái món đồ mình có khả năng mình sửa được thì mình đem ra mình múa rìu qua mắt thợ với anh em chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ ghim điện thử coi, cái này nó còn ướt nữa. Đó. Rồi bây giờ mình ghim điện vô thử nè anh em. Nó lên đèn như thế này là mình bảo đảm là nó đã vô pin rồi đó. Đồng hồ của mình là nó đã chạy rồi nè. 0,29V. Như vậy là cái này đã sạc vào. Sạc vào và quạt được thì đâu còn làm gì nữa. Quạt thì nó cũng mát đấy. Mát ở cái mức độ vừa phải thôi. Rồi, nói chung là được một cây quạt. Không cần làm gì, chắc có thể là nó ướt chỗ này nè. 3-4 mức luôn. Ướt chỗ này cho nên là nó không sạc điện không vào thôi. Một cái quạt để nó qua bên này. Rồi tiếp theo mình sẽ làm tới cái đèn pin này coi. Tháo nó ra. Ở đây là mình không có sửa nha, mình coi khả năng mình có sửa được không. À, với những cách thử của mình thì nếu sửa được thì mình sẽ có clip sửa sau, chứ bây giờ thì mình không có sửa được. Bây giờ mình không phải quay clip sửa mà mình quay clip của mình có khả năng sửa nó hay là không thôi. Bằng những cái lỗi nhỏ của nó thì mình có khả năng phục hồi nó lại được hay là không. Đây, 1, 2, 3 viên pin. Tháo nó ra sao ta. Tháo đây nữa à. Đèn này khó tháo rồi, phải dễ ăn đâu nha. Tháo chỗ này nữa nè. Rồi mình tháo nha anh em. Đến khi nào mình tháo xong rồi là mình sẽ thông báo với anh em nha, chứ để mất thời gian của anh em. Rồi anh em ơi, nói chung là mình đã tháo được cái đèn pin ra nè. Đây nè. Bên trong nó là vậy nè anh em. Nó hơi bị bẩn nha anh em. Đó. Cái này chắc ta để ngoài mưa lâu ngày nó bị bẩn nè. Đây là cái mặt sạc của nó nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái chỗ này ra luôn. Đèn led của nó nè. Ôi, mình chưa có tháo đâu, mình không cần tháo đèn vội đâu. Chỗ này thì mình chỉ cần thử thôi, thử được thì mình gắn vào để một ngày nào đó mình sẽ chế cái pin với cái sạc nó lại. Thường là mình sẽ không bao giờ sạc nó bằng điện sống được nha anh em. Bởi vì điện sống sạc rất là nguy hiểm luôn, điện AC á. Rồi mình chỉ cần là đo cục pin này coi còn pin không. Đó, mình sẽ đo cái viên pin này coi, nó còn pin không, rồi mình cấp nguồn cho nó. Để biết coi mình có khả năng phục hồi nó không. Cái viên pin còn một, có một 1,2 à. Pin hết rồi anh em ơi. Pin thì hết rồi. Mình sẽ cấp nguồn thử cho nó coi rồi nó có lên được không nha anh em. Đấy. Mình sử dụng cái cọng dây này nè anh em. Đó. Mình cạp nguồn vô cho nó. Đây 5V nè. Rồi mình cạp vô hai cái đầu này cho nó. Này cộng thì giờ dây đỏ. Dây trừ. Đó đèn sáng rồi nè anh em. Thấy chưa? Đèn nó sáng rồi nè. Và cái đèn này nó chớp chớp. Không biết sao mà chớp chớp. Rồi nó bị rồi. Đèn chỗ này nó cũng vẫn còn sáng luôn. Đó đèn thì nó rất là sáng luôn nè anh em. Chỗ này nãy chớp chớp giờ nó nghỉ chớp luôn rồi. Đó. Cũng chưa chắc gì là cái bình này nó hư, bởi vì cái nó gãy chỗ này nè, người ta sạc pin không được cho nên nó là ta bỏ ha. Chính vì vậy mà mình chưa khẳng định được là cái bình này nó hư đâu. Đó. Đèn này vẫn còn mát nè, còn cháy nè, nhưng mà nó mát à. Nó có nó mát nữa nè.
chỗ này thì mình sửa được nha, công tắc thì mình sửa được rồi. Mình đo lại coi, nãy giờ mình câu như vậy thì pin nó cũng vào được, cái này hồi nãy nó có 1,2 à, rồi bây giờ nó xuống mất tiêu luôn rồi, ở 1,8 rồi nè. Đấy, bây giờ mình sẽ kích nguồn cho nó một chút xíu rồi, để nó đi nào, tắt ra, tắt đây, mình kích pin cho nó một chút xíu rồi, đóng này lại. Thử coi cái bình nó còn xài được không nha anh em. Rồi mình sẽ bỏ này qua một bên, chút xíu mình sẽ kiểm tra lại, để nó qua một bên này đi. Khi mình kẹp vào thì điện nó không có đầu ra, như vậy là cái bình này hỏng rồi. Điện không có đầu ra anh em ơi, không có ra, rõ ràng bình này hỏng rồi. Cho nên chúng ta không cần đâu, chúng ta sẽ gắn vào lại. Mình đã trả nó về hiện trạng ban đầu rồi anh em, chỉ có khác cái là không có cục pin thôi, giờ nó nhẹ hỏng à, cục pin nó bự rồi nó mất, vô dây chai phải tháo ra được mình bỏ cục pin đó, pin nó thường hay hỏng lắm. Cái này độ lại cục pin 18650 này nè, thì nó xài rất là bền luôn, chỉ cần cục pin này gắn vô là xài ok, là đen liền, tốt hơn pin đó nhiều. Đèn pin này mà xài cục pin đó thì thôi khỏi nói đi, cũng như mà hổ mà mọc thêm lông vậy. Rồi bỏ cái này qua bên đi, cái này sửa được bình thường. Rồi tiếp theo đó là tới em chuột. Cái con chuột này mà nếu như mà để mình mở ra mình coi trước thì mình hãy nói, để mình thôi nói trước bước hôm qua. Rồi chúng ta mở con chuột ra thì mở cái đít nó. Chuột này thì mình sửa được nha, biết cách sửa. Nói chung là nó cũng sửa chuột này cũng đơn giản, không có gì khó. Chuột này thì nó chỉ có là chuột trái, chuột phải, chuột giữa và hai ban chip về là xong rồi. Rồi tháo cái muốn banh chuột luôn. Rồi chuột này nó sử dụng cái cọng dây này nè anh em. Đó, cọng dây này 1, 2, 3, 4 tới 5 lần, tới 5 chấu lần ta. Hai, bốn, năm. Rồi bây giờ đó là lúc trước mình sửa mấy con chuột mà của mình đó thì nó có loại dây này. Bây giờ mình sẽ kiếm con chuột mình sẽ đó là thay dây qua thử coi được không, được mình lấy xài luôn. Bây giờ mình nhận thấy một điều là con chuột này nó xịn. Con chuột nó hầm hố ghê luôn. Thấy nó im ghê. Hôm trước mình có sửa mấy con chuột này nè, cọng dây của nó là nó cũng có cái dắt gì đó nè, mà không biết đó là nó có giống không. Giờ mình tháo con chuột này ra thử. Thử cái cọng dây coi, chuột mình sửa rồi nè. Đã vệ sinh lại sạch sẽ đẹp đẽ con nhà bà, sạch sẽ đẹp con nhà bà đẻ luôn à. Chúng ta tháo chuột ra, chúng ta hãy là tháo từ từ nha anh em, tháo mạnh quá gãy luôn á. Đó, cọng dây cái này nó có 4 rồi anh em ơi, 4 cộng mà kia 5 cộng rồi, có 4 rồi. Khổ. Giờ chúng ta tạm thời gắn đỡ vô đi. Chắc không được quá anh em ơi, mình thấy là không được rồi đó, không ổn rồi đó. Rồi bây giờ mình ghim vô thử coi. Rồi không lên luôn à, làm sao mà lên được. Chuột gì mà tới 5 cổng giữ thằng ôn gì không biết. Trong khi đó người ta ghim vô đây là nó sáng con chuột lên liền à. Ok, nó cũng không sáng luôn. Nó sáng lên rồi nè. Rồi bây giờ mình ghim lại coi, nãy nó chưa sáng, bây giờ nó mới sáng. Đúng là hài thiệt. Đấy, nó cũng sáng nữa nè. Nhưng mà di chuyển nó không ăn.
Sáng đèn nè. Mà di chuyển nó không được. Anh em thông cảm nha, mình không có quay lại cái máy tính của mình. Nhưng mà chừng nào quay được hết. Con này quay chạy nè, này chuột chạy nè. Con chuột bình thường thì nó chạy nha, còn chuột chuột này thì nó không chạy. Đưa vô mất tiêu luôn rồi. Không sáng chuột thì sao chạy ba. Rồi đưa vô này thì nó chạy do do luôn, chạy dèo dèo luôn. Đó, rồi. Rồi như vậy là mình thay nhựa dây này không được nha anh em. Chuột này còn sống nhưng mà thay nhựa dây không được, người ta chặt ta giục con dây đâu mất tiêu rồi. À, nó có cái này nè. Sau này mình sẽ tìm cái giống gì mình sẽ thay vô ha. Rồi, nói chung là vậy đi. Cho nó qua một bên đi. Chứ bây giờ tìm đâu ra cái thằng quỷ này mà thay nó bây giờ. Tìm khó à. Rồi mình gắn chuột này vô lại ta thôi, mình sẽ gắp chuột vô nha anh em. Rồi anh em ơi, mình đã trả lại hiện trạng của cái con chuột đó nè, chuột này ngon đấy, nhưng mà cọng dây nó không có đúng à. Chuột to giờ nó nặng ghê luôn. Chuột này im à. Rồi, cho nó vô cái lợp đi, chuột mèo vậy đây. Rồi. Tiếp theo đó là mình sẽ sửa cái máy nghe nhạc, cái máy này coi được không? Cái máy này mình sửa không được đâu, bỏ qua một bên luôn đi, mất thời gian. Hát không được luôn. Có quay hoặc có gì đâu mà hát. Cái này hư dây co go hoặc là nó kẹt cái gì trong. Nhưng mà nói nhói chứ phải test thử mới được chứ. Lấy cái bằng test. Nè, mình đã lấy cái băng lại rồi nè. Mở ra test cho anh em xem luôn. Rồi, để nó vô, nhắn vô. Bắt lên. Kêu kè chứ nó không có quay luôn nè, nhìn cái băng trong không có quay. Mình đã có thử rồi. Không chạy được. Không có nào chạy chứ. Chức năng hát băng nó là đi bộ vậy đó. Kẹt dây co ro. Có anh em nào biết sửa vụ kẹt dây co ro này không anh em? Nãy mình nhắn thử nè, nó không có quay này được. Nó quay như tay biến vậy đó. Biết nó bị gì như này nữa. Cũng như nó muốn quay mà nó quay không nổi vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra luôn, chơi luôn, chơi lớn chứ ngày luôn. Lý do tại sao mà nó không hát được. Một con ốc. Khi mà mình tháo ra rồi, cái nào mà mình xài không được thì mình gắn vô lại nghe nè. Chứ để thôi nó lu bu lắm, rớt tùm lum tùm la hết. Đó, hai con ốc, chắc đây còn con ốc nữa nè. Rõ ràng là người ta chưa sửa luôn nè anh em, chưa có bóc cái tem này ra luôn nè. Thì tới mình thì mình sẽ sửa. Còn mình mà sửa không được thì mình dục nữa, dục dây chai tiếp nữa. Nhưng mà cái này mình không có dục dây chai đâu, sửa không được thì mình để trưng bày làm đồ cổ chơi. Hoài niệm thời xa xưa, chuyện tình lan và đẹp. Tháo này ra, lấy mấy viên pin ra đi. Nó nhiều quá, nó xàm không. Rồi. Để hai viên pin đây đi. Hai viên pin này còn không ta, hay là nó chạy hai viên pin này chạy không nổi ta. 1.3V. 1.5V, một viên 1.5, một viên 1.3. Ông này 1.5. Kiếm ông 1.5 nó mới được chứ 1.3 nhiều khi nó 1.2. Anh em đợi mình chút nha, chịu khó chờ mình chút nha anh em. Pin của mình xong rồi nó bị tàu lao chứ. 1.3 nữa. Vậy mình hết pin hay gì rồi. Rồi 1.5 nè. Lấy được hai viên 1.5 à. Này, cho nó qua đây nằm đi. Biết đâu nhiều khi không đủ điện nữa, nó lên không nổi nữa không chừng nữa. Chạy motor không nổi nữa. Rồi mình nói này nói kia nói tội nghiệp nữa. Rồi bây giờ hát thử coi. Để pin vô rồi sao thấy nó em du nữa. Đó, các em hát rồi đó. Vẫn quay không nổi anh em ơi.
vẫn rồi, vậy là mình phải tháo nó ra thôi. Này phải tháo nó ra rồi, nó lì rồi. Rồi giờ mình tháo cái nắp này ra, này ra nè. Này nó dính với cái gì ta? Đây. Đây nó có cọng dây này, dây gì, dây anten. Đấy. Dây con go này nó có quay được đâu. Hư dây con go nè, giãn rồi nè anh em. À, thấy không? Giờ mình kiếm cọng dây thun gắn vô. Theo một số anh em là lấy cọng dây thun gắn vô. Rồi, mình đã tìm được cái mấy cọng dây thun rồi nè. Giờ mình thay cọng dây con go này coi. Dây con go gì sao mà hát được. Thay biết sai lần đầu tiên anh ấy làm chuyện này luôn á. Lần đầu tiên mình thay con go dây con go của cái máy hát nhạc luôn á. Mình xem YouTube cũng thấy một số anh em ta làm gì nè thì mình cũng làm theo thôi chứ. Cũng có biết khỉ móc gì đâu. Rồi. Thay con dây con go rồi đó, giờ mình gắn nhẹ vô cái mình hát thử ra được không anh em. Hy vọng là nó sẽ được. Để coi không được cái kỳ lắm á. Ủa cái này gắn vô sao ta? Tháo gọn cái đường gắn vô. Cũng là hài thiệt. Vô cái ba. Nó vô đường bên này đó. Bên đây sao không vô? Rồi, tạm thời nó vô à. Chỗ này nữa. Đấy, vô đấy. Rồi giờ để bên vô hát thử coi. Con dây co go giãn ra một khúc kia đó. Kiểu quay sao quay được. Rồi bây giờ mình sẽ để cái băng vô hát rồi. Hy vọng là hát được nha. Rồi. Bấm vô à. Hay à. Rồi anh em ơi, mình cái máy này nó đã quay rồi nè. Nó hát nó đã quay rồi mà sao nó không lên tiếng không biết nữa. Ra vô thì nó hát được. Rồi em ru luôn à. Nói chung là cái máy này mình không có đường, không biết được sửa. Cho nó qua một bên luôn đi. Khả năng sửa mình là vậy đó nè. Được thì xài không được thôi. Đâu cần chi phải bận tâm. Đồ dây chai mà. Rồi, gắn mấy con ốc cho nó đi. Trả mấy con ốc lại vị trí cũ cho em đó đi. Cái này mà gặp mấy thợ mà người ta làm nghề người ta sửa cái mộc xong. Còn mình thì mình hơi bị ngu. Nên mình sửa không được. Bình thường. Có sao đâu. Đó. Bị chiên cái này nữa. Rồi, máy hát nhạc, sửa không được. Đó là cái quá trình thực tế của mình nha anh em. Và cái món đồ cuối cùng của mình. Đó là cái máy chơi game này. Máy này bảo đảm là máy chơi game luôn. Mic Power. Bây giờ mình tháo pin nó ra coi. Cái này phải lấy cái vít nhỏ này mới được. Vít sửa điện thoại. Mình không có sửa điện thoại được nữa. Mua về để đó chơi cho vui. Ok. Cứng thế. Rồi ra. Ốc làm hay, ốc làm dính lại ha.
đây là cục pin, pin của nó, pin này chưa phù nha, pin này còn xài được nha, đo coi dung lượng pin còn không. Máy này cục sạc khó giữ thằng ôn ta. Rồi dung lượng pin đã đi bụi rồi. Dung lượng pin kiểu này là mình khoái lắm nha, bởi vì dung lượng pin không có mà mở không lên, có nghĩa là hết pin rồi nè. Mình sẽ cấp nguồn vô đây thử anh em. Chân cộng là bên trái, chân phải là bên, chân ngay, chân trừ là bên phải. Rồi cấp nguồn vào, mở lên, power im du bà dù không lên luôn. Kỹ ta, đọc kỹ lại cái thông số nữa coi, 5,2 3,7V. Nhiều khi những cái con này là 3,7V nó mới chạy, không chừng nữa. Đây có cục pin đo thử coi. Tại vì mình cấp cái nguồn đó trên 5V, nhiều khi nó không chạy. 4V nè. Mình gắn nó vô cái chân pin này sau gắn nó nè. Đây là một cái vấn đề nan giải á. Tạm thời rút này ra đỡ đi. Gắn cái chân pin nó vô coi. Chơi nó cục pin rồi nó có hát được không? Rồi. Bên này là mình kẹp vô luôn. Khó giữ thằng ôn vậy. Rồi đấy. Vấn đề nan giải là chúng ta mở nó lên nè, để nó bên. Rồi khởi động. Ê, nút vàng cháy nè. Ê, lên. Ôi, lên sao tắt luôn à. Ê, xuất pin rồi. Ồ. Chết bà không. Ê, không sao không sao, tưởng đâu gãy chứ. Bên đó nó dính rồi, khỏi cần ấy. Chỉ cần bên này à. Làm thêm mấy chút coi kẹp chân pin nó dính vô được rồi. Kẹp này khó ghê ta. Khó phải không? Khó thì mình chơi theo khó. Có gì phải sáng hết trơn anh em. Anh em chịu khó xem mình chút nha. Mình đang bị hơi gối não rồi đó. Rồi bây giờ là mình câu nó vô luôn nè. Thử coi nó có chấm nổi với mình không. Đó. Chơi với mày luôn. Ai. Thử nó qua đây. Đó. Đây up phần. Ê, đèn vàng cháy nè. Ê, lên kìa, hình sáng kìa. Giùm lại coi máy là máy gì đây. Ô, nó để hiện vô chữ tiếng tàn là tiếng gì không mà tiếng Nhật không anh em ơi. Select cái này là gì, 1 2 3 4, cái này là di chuyển qua nè. Select rồi chọn làm sao ta. Cái này là gì? Cái máy này cái máy gì vậy? Xe ta coi. Ý cái này cảm ứng được nữa nè. Mình nhớ là cái máy này nó có cái cây bút nữa. Anh em chịu khó nghiên cứu chung với mình nha.
Ok. Đây này có cây bút nữa nè. Lúc mình mua mình có gạt cây bút này nè. Đó. Đấy. Silet. Đặt. Mở lại coi. Vô game gì chơi thử coi. Bút này chọt vô màn hình này được. Silet. Bấm xong được kìa chưa ta. Đấy. Coi tới cái gì rồi. Ồ, nó vô game rồi kìa, nó vô game gì rồi? Cái gì? Ô ô đi núm, bay bay. Chết mẹ rồi. Game này game gì chạy? Cây này chọt. Ý nó có, mình nhớ nó có cái volume. Volume tiếng. Đây đây. Đấy. Rồi. Wi-Fi gì? Game Mario. Ê, cái này. Ấy, cái máy chơi game. Ô, quá xàm. Kệ đi, được cái máy chơi game. Rồi, ok. Thì mình review một số cái cho anh em đỡ buồn chơi vậy thôi. Thân chào anh em nha.